Xin chào mọi người, em là Khánh, em chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng với mong muốn là có thể giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh. Mọi người có thể xem video trực tiếp, mọi người có thể truy cập vào kênh để xem thêm nhiều những cái sản phẩm khác em đã làm thành video chi tiết nhất rồi, để anh chị có thể ngắm nhìn những tác phẩm gốm sứ của Bát Tràng và cũng như là hiểu rõ hơn về sản phẩm. Hôm nay thì em xin phép được gửi tới tất cả mọi người một tác phẩm, đó chính là một chiếc mai bình sứ Nghệ Lam vẽ tay mạ vàng 24K sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Kích thước của tác phẩm này là cao 47 và đường kính bụng là 24. Mẫu vẽ hình ảnh là phú quý trường thọ, hình ảnh chim chỉ và hình ảnh cây đào đang ra quả, gọi là trường thọ, chim chỉ là phú quý. Tác phẩm này thì thuộc dòng sứ trắng mọi người nhé, sứ trắng, sứ xuyên sáng. Em sẽ thử cho mọi người xem cái sứ xuyên sáng sẽ như thế nào. Đây gọi là sứ xuyên sáng này, anh chị cũng nhìn ở trên này, xuyên này sáng qua, gọi là sứ xuyên sáng. Còn âm thanh của tác phẩm này, để thử để cho anh chị nghe cái âm thanh rất là đanh trong và vang tiếng. Để tạo ra cái tác phẩm này thì nguyên liệu làm sẽ phải làm từ đất sét trắng xương trong được tinh lọc rất là kỹ càng rồi, và nung ở nhiệt độ lên đến 1300 độ C trong nhiều giờ đồng hồ để cho ra loại sứ trắng như thế này. Nghĩa là nhiệt độ 1300 độ C là mức nhiệt cuối cùng, là lên đến cái mức nhiệt như vậy là để cho ra cái sứ nó trắng và âm thanh nó đanh như vậy như mọi người vừa nghe. Thì cái họa tiết của tác phẩm này là vẽ tay mọi người nhé, vẽ tay. Sau khi mà đã làm ra một chiếc bình sứ rồi thì sản phẩm sẽ được vẽ lại một lần nữa, là vẽ những cái vàng nước theo cái đường viền cũ và nung lại ở nhiệt độ 800 độ C nữa, thì cái vàng nó sẽ bám ở trên tác phẩm này rất là chắc. Vàng bám trên này giống như là vàng anh chị mạ trên nhẫn hay trên đồng hồ, rất là chắc như vậy. Cái cảnh ở trên tác phẩm này như em vừa nói rồi, đây là hình ảnh một cặp chim chỉ và bên cạnh đó là hình ảnh một cây đào đang ra quả với quả rất là to, gọi là biểu tượng sự trường thọ, phú quý trường thọ. Và mẫu này là mẫu vẽ cũng thưa họa tiết không dối, nhìn cái là sẽ ra cảnh chính luôn. Chim chỉ mọi người cùng quan sát đấy, đây là hình ảnh chim chỉ nhé. Tác phẩm này có giá là 7.500.000 đồng, 7.500.000 đồng mọi người nhé. Thì đấy ạ. Và những tác phẩm như thế này thì không phải lúc nào cũng có sẵn, không phải lúc nào cũng có sẵn mọi người nhé. Và dòng này là gọi là dòng vẽ kỹ, vẽ thì nhìn con chim sẽ lên được cái thần thái của con chim. Ví dụ như là phỏng theo cái cảnh này mà vẽ đơn giản hơn thì cái mức giá có thể nó sẽ mềm hơn. Những mẫu này là mẫu vẽ chi tiết kỹ, vẽ kỹ ở đây không phải là vẽ nhiều là vẽ kỹ, mà là vẽ kỹ là vẽ cái gì nó phải ra được hồn cái đấy thì gọi là vẽ kỹ. Sẽ quay cái tác phẩm này cho anh chị cùng nhìn. Và bây giờ em xin phép được quay cận hơn vào tác phẩm để mọi người có cái nhìn rõ hơn về tác phẩm này. Nếu như mà anh chị mà thích cái mẫu họa tiết này thì anh chị có thể là chụp ảnh lại mẫu sản phẩm, gửi qua Zalo, số điện thoại em đang gắn ở bên trên video để biết được chính xác là mọi người đang quan tâm đến mẫu nào. Bởi vì nếu chỉ nói cái tên thì nó sẽ bị nhầm lẫn giữa các sản phẩm với nhau. Cùng là một cái tên nhưng có rất nhiều kiểu vẽ họa tiết khác nhau. Chuẩn nhất anh chị chụp giúp em cái ảnh này, gửi qua Zalo giúp em. Hoặc là ví dụ anh chị thích mẫu này mà chế tác lên cái dáng mai bình cao hơn, nó có cỡ cao tầm 57cm nữa, anh chị thích chế tác lên mẫu cao hơn thì cũng có mọi người nhé. Và rất mong được anh chị ủng hộ cho kênh bằng cách là đăng ký kênh, và mọi người nhấn theo dõi để liên tục xem những sản phẩm gốm sứ Bát Tràng em liên tục cập nhật lên trên kênh cho mọi người cùng tham khảo. Và mọi người có thể chia sẻ để nhiều người biết được đến những sản phẩm gốm sứ Bát Tràng của Việt Nam mọi người nhé. Cũng như là có thể chia sẻ đến những người yêu gốm mà họ chưa biết đến kênh thì rất mong được anh chị ủng hộ và giúp đỡ. Đây là trên phần vai của mình. Vai của mình ạ. Bây giờ em xin phép được quay cận vào anh chị nhé. Bây giờ em xin phép được quay cận vào để mọi người có cái nhìn rõ hơn về tác phẩm này. Rất cảm ơn anh chị đã bỏ thời gian của mình ra để theo dõi hết video này. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Hiện tại thì em đang quay cận vào tác phẩm để mọi người có cái nhìn rõ hơn ạ. Đây là hình ảnh chim chỉ anh chị nhé. Đây, một cặp chim chỉ thì tất cả những cái đường viền màu đen đen anh chị nhìn đều là vàng kim đấy, đều là vàng kim đấy. Em thử cho anh chị cùng nhìn nhé. Đây, vàng sẽ phải sáng lên như thế này mọi người nhé, vàng sẽ phải sáng lên như thế này. Đấy, tất cả những đường viền đen đều phải sáng vàng lên hết, sẽ phải sáng hết lên đấy. Anh chị nhìn ở bên trên cái tờ giấy nhé, sẽ phải sáng như vậy hết lên. Đây là do cái điều kiện ánh sáng thành ra là sẽ không thể
lột tả hết được cái vàng này. Đây, em sẽ quay một vòng để anh chị nhìn. Tất cả những viền đen đều là vàng hết. Tất cả những viền đen đều là vàng hết nhé. Không nhiều anh chị nhìn sẽ không không thấy được cái sự chói chang của cái vàng kim này. Đấy, tất cả những đường viền đen này đều là vàng hết. Tất cả đều là vàng. Thì bây giờ em xin phép bỏ cái này ra. Hình ảnh hoa phù dung này. Một cặp chỉ này. Chị nhìn vào cái thần thái của chị, nhìn cái dáng dấp của chị rất là oai vệ nhé. Đây là quả đào trường thọ đấy ạ. Quả đào trường thọ. Trên này là có mấy chú chim đang đậu ở trên cành cành cây này nữa. Rất là chi tiết để cho mọi người cùng ngắm nhìn được tác phẩm mọi người nhé. Rất là chi tiết ạ. Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Ba Tràng với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta xem là có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh, mọi người có thể xem video trực tiếp. Hiện tại thì mình đang làm hai kênh YouTube, là một là kênh gốm sứ Ba Tràng. Trên kênh gốm sứ Ba Tràng thì mình đưa lên tất cả những sản phẩm gốm sứ của Ba Tràng, gồm có như là đồ thờ, ấm chén, bát đĩa, lọc bình, bình phong thủy, chum bạn. Và tất cả những cái gì sản phẩm gốm sứ Bát Tràng thì mình đều đưa lên trên kênh và cập nhật liên tục những cái sản phẩm mới nhất để cho mọi người có thể tham khảo. Và một kênh thứ hai nữa là kênh vật phẩm phong thủy. Ở trên kênh vật phẩm phong thủy thì mình sẽ chỉ đưa lên những cái sản phẩm thuộc về dòng bình phong thủy, ví dụ như những cái sản phẩm như là bình hút lọc, lọc bình chóe và những cái món đồ trang trí trưng bày ở trong phong thủy. Thì mọi người có thể tham khảo ở hai kênh đó. Nếu như mà chúng ta muốn xem những cái sản phẩm của Bát Tràng thì mọi người lên kênh gốm sứ Bát Tràng. Còn nếu như mọi người đang quan tâm và tìm kiếm đến những cái bình phong thủy thì chúng ta lên cái kênh vật phẩm phong thủy để mọi người tham khảo. Nó sẽ không bị loạn sản phẩm. Trên kênh gốm sứ Bát Tràng thì sẽ có nhiều sản phẩm hơn, nhiều chủng loại dòng hơn. Còn trên kênh vật phẩm phong thủy sẽ chỉ chuyên về những cái vật phẩm phong thủy như bình trang trí trưng bày. Đó, không phải ai cũng có thời gian hay điều kiện để có thể đến tận nơi xem sản phẩm thực tế được. Chính vì vậy mình đã làm những cái video giới thiệu chi tiết nhất về sản phẩm và đưa lên trên kênh và cho mọi người có thể có thêm được cái thông tin chi tiết về cái sản phẩm mà mọi người có thể là đang quan tâm. Và sau khi xem xong những cái video của mình, nếu thấy video của mình hay và ý nghĩa thì cũng rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết đến những cái sản phẩm gốm sứ Bát Tràng của Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.